Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ICCPR là công ước Việt Nam gia nhập năm 1982 với mục tiêu thúc đẩy quyền con người như các quyền được sống và tôn trọng nhân phẩm, quyền của nhóm thiểu số, quyền tự do ngôn luận, quyền được xét xử công bằng. Và trong phiên báo cáo định kỳ ICCPR lần thứ 3 năm 2019, Việt Nam được Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc hoan nghênh tiến độ thực thi về việc cải cách lập pháp về phòng chống buôn bán người và việc bổ sung quyền con người ở Hiến pháp năm 2013. Và đồng thời thì Việt Nam cũng nhận khuyến nghị tăng cường nỗ lực thực thi công ước trên 4 lĩnh vực trọng tâm. Thứ nhất là về án tử hình, thứ hai là về rà soát khoảng trống về pháp luật và các mâu thuẫn với ICCPR, và thứ ba là chống phân biệt đối xử, thứ tư là tăng cường độc lập tư pháp, và hội thảo EU-Chun về ICCPR nhằm hoàn thiện khung pháp luật về tiếp cận công lý.